Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Đưa Thị Tiên. Thì hôm nay Thiên Nghị sẽ giới thiệu cho các anh chị một ngôi nhà với tổng đầu tư là 7,5 tỷ với một cái thiết kế vô cùng ấn tượng trong một ngôi nhà rất nhiều khu vực cây xanh. Xin mời. Đầu tiên trước cửa cây rất là nhiều cây. Ở phía bên dưới ngôi nhà sẽ là một khu vực Thiên Nghị khi mà bước vào thì cảm giác giống như là một cái phòng khởi nghiệp của Steven Jobs vậy. Một cái khu vực rất là công nghệ. Bước vào thì cảm quan chủ nhà ở đây đã có một cái công việc rất là bộn bề như ở đây thì có thể để ô tô, xe máy, số lượng gần như là rất là rộng, rất gần cả khu vực này là chủ nhà đang để khu vực công việc và để xe rất là nhiều. Ở đây có thể cải tạo thêm một thành một khu vườn nha các anh chị. Ở đây là có thể cải tạo được một vườn. Chúng ta cùng tiến lên tầng tiếp theo. Ở nhà này thì sẽ có hai khu vực đường lên. Đây là một khu vực đường đi lên thứ nhất, thứ hai là khu vực đằng trước này, nhưng mà Thế Nghĩa sẽ chọn đi lên khu vực đằng trước bởi vì có nhiều cây. Đây. À, xin mời các anh chị. Bề thang đầu tiên sẽ là bằng đá. Sẽ để dép ở ngoài này để mà giữ cát bụi ở bên phía bên ngoài. Ở vẫn là một hệ cửa nhôm khi bước vào phòng khách. Ở khu vực phòng khách thì chúng ta có một ghế sofa băng hình chữ L kèm với một cái tông màu xám rất là sang trọng với một hệ loa tivi, một khu kệ rất là dài. Ở đây thì có một cái bàn gỗ kèm các ghế sắp xếp vào rất là ngăn nắp và gọn gẽ. Tiếp theo, trước khi bước vào khu vực bếp thì chúng ta có một khu vực bàn ăn với 6 ghế bằng gương và gỗ. Tại khu vực bếp thì sẽ có những cái trang bị rất rất là đầy đủ: máy nướng, lò vi sóng, hệ bếp, hệ hút mùi. Bếp ở đây thì sẽ là ba khu vực nấu, cả hai bồn rửa, máy giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tất nhiên rồi, tại sao lại không có được máy giữ gìn hạnh phúc gia đình? Bàn đảo, một cái tủ lạnh cực lớn, hai cánh. Chất tủ lạnh này thì đấy, hơn 500 lít. Trong khu vực nhà vệ sinh tầng 1 thì sẽ có một cái máy sấy, chắc làm nếu mà có những cái đồ mà có thể hơi ẩm một chút thì có thể sử dụng để mà sấy khô luôn, sấy khô nhanh luôn. Chúng ta cùng đi lên tầng tiếp theo nhé. Ở mỗi tầng thì các anh chị có thể thấy là gia chủ đã có những cái đan xen vào như những cái dây thép vừa đảm bảo an toàn cũng như là thẩm mỹ. Tại khu vực cầu thang đi lên tầng 2 sẽ là cầu thang gỗ, gỗ thịt luôn các anh chị ạ. Bước lên khu vực tầng 2 có thể thấy là một cái phong cách thay đổi hoàn toàn khác. Đây là khu vực mà gia chủ quay quần bên gia đình của mình thì sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ ở đây. Đầu tiên sẽ là một phòng ngủ đang dành cho bé, gần như là một cái thế giới đồ chơi của bé, luôn trang bị sàn gỗ, tivi lớn, đấy, tương đối là rộng rãi để các bé có thể thỏa sức vui đùa. Phòng ngủ tiếp theo là của một bé lớn hơn và cửa smart, smart key. Đây là khu vực phòng ngủ cho bé có cả cửa sổ để mà thông gió, lấy ánh sáng tự nhiên. Trước khi bước vào phòng ngủ master thì sẽ có một khu vực giếng trời để mà tiểu cảnh cũng như là không khí ở bên này. Đàn piano nhưng mà Thế Nghị không biết chơi. Đây là phòng ngủ master của hai vợ chồng với hệ tủ cao và rộng, kịch trần, tivi, kệ đầy đủ, giường, gỗ thịt. Một khu vực ban công cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp các anh chị. Ở đây có thể nhìn thấy cây cối, ánh sáng rất là đầy đủ. Vẫn có một cái khu vực bàn trang điểm và nhà vệ sinh ở tầng này sẽ ở trong phòng cũng sẽ có một cái nhà vệ sinh, vẫn có hệ đầy đủ các khác bệ. Ở đây cũng là một nhà vệ sinh nhưng mà chắc là sẽ giữ ở đây các anh chị nhé. Cùng tiếp lên khu vực tầng 3. Tầng 3 sẽ là một công năng hoàn toàn khác với những khu vực tầng dưới của ngôi nhà. Đây là khu vực giặt. Sẽ có hai khu vực là giàn phơi thông minh cũng như là cây treo đồ, máy giặt. Phần sau nhà cũng là một khoảng trống để mà chúng ta có thể tùy ý sử dụng. Phần trước nhà thì gia chủ đang sử dụng là một cái nơi để mà tập thể dục, có máy tập chạy, đồ chơi của trẻ em và có gần như là panorama. Gia chủ đã đầu tư các dàn cửa kính để mà đảm bảo được có thể nhìn
rộng ra toàn khu vực mà vẫn đảm bảo được là mưa không thể tạt vào. Thì với cái mức số tiền bỏ ra là 7,5 tỷ đồng cho ngôi nhà này thì các anh chị cảm thấy như thế nào? Vui lòng có thể bình luận hoặc là comment ý kiến của mình bên dưới video này. Xin cảm ơn các anh chị đã xem hết video và hẹn gặp lại quý vị các anh chị trong video lần tiếp theo. Xin cảm ơn.